Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người món bánh mà chắc chắn các bạn đều ưa thích, đó là pizza. Với video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đầu tiên là cách mình làm sốt cà chua để chét bánh. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với mọi người công thức đế bánh pizza truyền thống, cách làm chi tiết, bảo quản và tạo hình. Cùng với đó là cách nướng pizza với lò nướng trong gia đình và cả cách không dùng lò nướng nữa nhé. Cuối cùng thì mình chia sẻ nhanh với các bạn cách làm một bánh pizza nhanh chóng, không dùng men nở và không cần ủ luôn nhé. Vì có rất nhiều thứ để giới thiệu trong video này, mình sẽ bắt tay vào làm luôn. Công thức sốt cà chua mà mình làm như sau. Cho món sốt của mình thì các bạn dùng cà chua tươi tất nhiên là ngon nhất. Tuy nhiên nếu các bạn không có thời gian xử lý cà chua thì mình cũng có thể dùng cà chua hộp cũng không sao cả nhé. Cà chua thì mình khứa một đường chữ thập ở đáy quả. Sau đó mình đun một nồi nước sôi, tắt bếp, rồi thả cà chua vào ngâm trong 5 phút. Trong lúc chờ thì mình có thể băm nhỏ hành tây, tỏi và cần tây. Mình cũng cho thêm cả lá bây rồ tươi hay lá húng tây nữa. Các bạn không có thì có thể dùng lá khô cũng được nhé. Cà chua sau khi ngâm thì mình có thể lột vỏ dễ dàng. Mình lột vỏ cà chua để sốt của mình được nhuyễn mịn nhất nhé. Sau đó ta cắt cà chua thành miếng. Mọi người có thể bỏ hạt hoặc giữ hạt cà chua. Ở đây thì mình thích bỏ hạt cà chua, vậy nên mình sẽ bỏ ruột cà chua riêng và lọc qua một cái dây để lọc hạt và thu được nhiều thịt cà chua nhất có thể nhé. Sau khi đã sơ chế cà chua thì rất là đơn giản, mình sẽ phi thơm hành, tỏi, cho cà chua và các nguyên liệu khác vào đun mềm nhừ. Mình cho thêm tương cà, ketchup để tạo màu đỏ đẹp cho món sốt của mình nhé. Nếu các bạn dùng cà chua hộp thì có thể bỏ qua nguyên liệu này vì cà chua hộp thì nó đã có màu đỏ đậm rồi. Sau đó ta xay nhuyễn. Nêm gia vị như đường, muối, đá thơm khô, ví dụ như oregano, thyme nữa là xong. Sốt cà thì mình có thể bảo quản trong tủ lạnh lên đến 7 ngày nhé. Giờ mình sẽ bắt đầu làm phần bột bánh pizza truyền thống. Về phần nguyên liệu này thì các bạn có thể dùng bột mì đa dụng hoặc bột bánh mì. Nhưng chú ý là lượng protein trong bột phải ít nhất là 11% để bánh của mình được dai ngon nhé. Phần men thì mình dùng loại instant, có thể trộn sẵn vào bột luôn. Các bạn có thể dùng men khô cần kích hoạt hoặc men tươi cũng được nhé. Tỷ lệ thay thế như sau. Phần dầu ô liu và muối chính là hai gia vị cho bột bánh pizza của mình. Nếu các bạn không có dầu ô liu thì cũng có thể dùng dầu thực vật bình thường nhé. Phần mật ong hay đường thì mình thêm vào giúp cho bột bánh được vàng hơn sau khi nướng. Nguyên nhân chính là do lò nướng trong gia đình không nóng được như lò nướng bánh pizza truyền thống. Vì vậy ta cần áp dụng vài cách để đế bánh vàng giòn mà phần nhân vẫn mềm ngon nhé. Mình sẽ cho vào âu, nước, men, mật ong hoặc đường. Ở giai đoạn này thì nếu bạn nào dùng men tươi hay men khô cần kích hoạt thì mình sẽ ủ cho men nổi như gạch cua nhé. Mình dùng men instant nên mình sẽ cho tiếp dầu ăn, khuấy đều. Dây hết số bột mì. Ta cho muối sau cùng để muối không tiếp xúc trực tiếp với men. Mình sẽ nhồi bột bằng tay nhé.
Bột bánh pizza thì sẽ cần hơi ướt một chút lúc này, nó hơi dính tay nhưng mà sẽ không sao cả nhé, vì đạt chuẩn là nó sẽ phải như vậy. Mỗi loại bột có độ hút ẩm khác nhau nên mọi người cần điều chỉnh cho phù hợp nhé. Quan trọng là mọi người không được để bột khô. Bột ướt thì ta sẽ nhào rất là dễ dàng và sẽ rất là nhanh mềm mịn nhé. Mình nhồi trong khoảng 15-20 phút thì bột bánh đã mịn rồi. Mình quét dầu ăn trong lòng một cái âu. Sau đó mình xoa dầu quanh khối bột. Ta sẽ ủ bột trong vòng tiếng rưỡi đến 2 tiếng đến khi bột nở lớn gấp đôi hoặc gấp 3 nhé. Các bạn xem đây là bột nở lớn sau khi ủ 1 tiếng rưỡi. Mình sẽ cho bột ra thảm, tạo có bột áo và chia làm 3. Công thức này thì mình sẽ thu được khoảng 600g bột. Và mình sẽ chia làm 3 viên, mỗi viên khoảng 200g. Với mỗi 200g bột này thì nó sẽ vừa đủ cho một bánh đường kính 23-26cm, tùy vào độ dày mỏng nhé. Một số kích cỡ bột và bánh mọi người có thể tham khảo như sau. Mình sẽ để các khối bột này nghỉ trong vòng 30-45 phút trước khi tạo hình. Các bạn chú ý là giai đoạn để bột nghỉ này sẽ rất là quan trọng, vì bột không để nghỉ đủ lâu thì sẽ khó mà tạo hình được và nó sẽ bị dai, co vào khi mình dàn bột ra nhé. Trong khi để bột nghỉ thì mình có thể chuẩn bị phần nhân. Mọi người có thể dùng và thiết kế các loại nhân tùy theo sở thích của mình. Phô mai thì thường ta sẽ dùng mozzarella, nhưng mà mọi người hoàn toàn có thể kết hợp các loại phô mai khác tùy theo sở thích nhé. Với các loại nhân như thịt và hải sản tươi sống hoặc là rau, mà khi chín ra nhiều nước thì mình nên xào qua trước và chát hết nước đi để bánh của mình không bị sũng nước nhé. Trước khi tạo hình thì mình chia sẻ với các bạn về phần đế bánh pizza. Đó là có một điều thú vị là với bột bánh pizza của mình, ta ủ càng lâu sẽ càng ngon và đậm đà hương vị nhé. Các bạn xem đây là bột mình đã ủ qua đêm trong tủ lạnh khoảng 12 tiếng. Mọi người thậm chí có thể ủ lên đến 24 tiếng nhé. Bột này thì mình có thể mang ra làm bánh luôn. Bột mà đã ủ thì mình có thể bảo quản trong tủ lạnh như sau. Mình sẽ chia thành các khối bột vừa cho một bánh. Mình áo bên ngoài khối bột một lớp dầu ô liu mỏng. Sau đó mình bọc kín khối bột bằng màng bọc thực phẩm, hoặc các bạn cũng có thể dùng giấy nến nhé. Sau đó ta cho các viên bột vào túi bọc kín. Bột này thì mình có thể bảo quản trong ngăn mát trong vòng 3-5 ngày. Trước khi dùng thì mình sẽ để bột ra ngoài cho hết lạnh mới được dùng nhé. Các bạn chú ý là nếu bột lạnh thì mình cũng sẽ không thể tạo hình được vì bột sẽ bị dai và co lại nhé. Bột cũng có thể được bảo quản trong ngăn đá trong vòng 3 tháng. Trước khi muốn dùng thì mọi người sẽ để dạ đông qua đêm trong tủ lạnh trước, rồi cho ra ngoài cho bột hết lạnh trước khi tạo hình. Để nướng bánh pizza thì nếu có thể mọi người nên kiếm đá hoặc đế chuyên dụng để nướng pizza là tốt nhất nhé. Nếu không có thì mình có thể dùng tạm các loại khay bánh trong nhà. Mình sẽ làm với những gì mình có thôi. Các bạn chú ý là khay màu đen thì sẽ hấp thụ nhiệt tốt hơn và làm bánh vàng giòn hơn so với khay sáng màu nhé. Mình sẽ làm nóng lò ở nhiệt độ cao nhất. Như lò nhà mình là 230 độ C, hoặc các bạn cũng có thể làm nóng lên đến 250 độ C thì càng tốt.
Với phần khay để nướng bánh thì các bạn có thể quét một lớp dầu mỏng, vừa giúp chống dính, vừa giúp cho bánh của mình vàng hơn khi nướng trong lò nướng trong gia đình nhé. Để dàn bột thì các bạn có thể đơn giản dùng tay như mình. Các bạn xem phần bột của mình đã để nghỉ nên dàn ra rất là dễ dàng. Khi dàn thì mình sẽ có cảm giác thấy có rất nhiều bọt khí trong bột các bạn ạ. Các bạn cũng có thể dùng cây lăn bột để cán bột dàn đều ra cũng được nhé. Mình sẽ gập phần dìa vào bên trong để bánh của mình được tròn, nhưng các bạn không quá cần thiết phải làm như vậy nhé. Nếu các bạn muốn đế bánh của mình tương đối vàng giòn thì mình có thể nướng qua đế bánh trước. Mình sẽ nướng qua trong vòng 5 phút. Bánh sau khi nướng thì mình sẽ lấy ra. Thứ tự cho nhân như sau. Ta sẽ quét một lớp sốt cà chua. Sau đó là phô mai. Các loại nhân. Hôm nay thì mình dùng giăm bông, ớt chuông hai màu, cà chua bi, quả ô liu và cuối cùng là thêm phô mai mozzarella tươi nữa nhé. Mình sẽ nướng bánh trên vách của lò nướng trong vòng 10 phút nữa hoặc đến khi bánh vàng và phần nhân chín hoàn toàn nhé. Các bạn cũng có thể không cần nướng trước, khi đó thì bánh của mình sẽ mềm hơn và phần nhân phô mai sẽ giòn giòn rất là ngon. Mọi người có thể quét một lớp dầu mỏng quanh dìa bánh nữa để nó được vàng nâu đẹp. Nếu nhà ai không có lò nướng thì mọi người có thể dùng chảo. Mình sẽ để lửa trung bình để nhanh chóng làm vàng hai mặt bánh. Mỗi mặt sẽ khoảng 1 phút thôi. Sau đó mình tắt bếp và cho nhân lên theo thứ tự. Cuối cùng thì mình để lửa nhỏ để phần nhân chín là xong nhé. Bên cạnh việc đậy vung thì mọi người có thể dùng một cái chảo lớn úp lên trên để nhiều nhiệt vào phần mặt bánh hơn nhé. Vậy là xong rồi. Cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình nhồi bột bánh không dùng men nhé. Cách này sẽ có ích cho những bạn khó kiếm men hoặc muốn có bánh ăn ngay lập tức. Công thức như sau. Ở đây thì mình thay vì dùng men thì ta sẽ dùng bột nở để bánh xốp hơ nhé. Cách làm rất là đơn giản, mình sẽ trộn tất cả nguyên liệu vào với nhau thôi. Sau đó mình sẽ nhào cho hòa quyện. Khi mà bột không dính âu nữa là đạt, mình sẽ đậy khăn để bột nghỉ trong vòng 15 phút. Sau 15 phút thì mình lấy ra cán mỏng. Bột này thì mọi người nên dùng cách cán sẽ dễ dàng hơn dùng tay nhé.
Sau đó thì mình sẽ nướng trong lò hoặc nướng bằng chảo, tương tự như với bột dùng men thôi. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn tất cả các kinh nghiệm làm bánh pizza của mình. Nếu các bạn thích, hãy like video này và đăng ký kênh của mình nhé. Ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.